Ngày 14 tháng 9, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Vĩnh Tường tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía huyện Vĩnh Tường có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 28 xã, thị trấn. Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Vĩnh Tường hiện có 1.143 hội viên, sinh hoạt tại 28 cơ sở hội. Nhiệm kỳ 2018-2023, cán bộ, hội viên Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Vĩnh Tường đã cố gắng hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng và phát triển tổ chức, vun đắp xây dựng hội trở thành ngôi nhà chung của thanh niên xung phong. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Vĩnh Tường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua cựu thanh niên xung phong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Lê Chí Thái, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện biểu dương những thành tích đạt được của các cấp Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Vĩnh Tường trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tiếp theo hội cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội từ huyện đến cơ sở. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Vĩnh Tường khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Xuân Thường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường và giấy khen của Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023. Tặng quà chia tay các đồng chí ủy viên ban chấp hành khóa cũ không tham gia ban chấp hành khóa mới.